Bây giờ có nhiều người ở bên đây á, họ họ bị họ bị cái mạng á, trên internet nó làm cho họ không biết đường đâu, họ bị rối loạn hết. Họ cứ tin vào những cái điều ở trên đó. Thật họ cứ hỏi ủa chuyện này ở đâu không biết? Internet, YouTube. Trời ơi. Bởi vậy nên nên bây giờ mà tôi thấy nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đó, nhiều nhiều người nói rất là buồn cười, nói mình hỏi ủa tin tức này kiểm chứng chưa, ở đâu ra? Tôi coi rõ ràng trên YouTube nó nói là tin. Mà anh biết ở trên trên YouTube thì bây giờ nó cái gì nó cũng đọc, cái gì lúc mà nấu cơm kiểu này thì giết cả gia đình, ăn cơm kiểu kia thì giết cả gia đình, nó cứ giật tít câu lao, nói chung là do cái ông YouTube hết rồi. Thì mấy cái vấn đề như vậy thì tôi thấy là cái trào lưu đó thì nó cũng đúng thôi anh, hữu xạ tự nhiên hương, phải không? Hữu xạ tự nhiên hương, khỏi có cần nói gì nhiều. Thì thí dụ như bây giờ tôi nói từ nãy tôi nói rồi, với cái mức độ khoảng 1.000 đồng về Việt Nam sắp ok, sắp phè phỡn mướn có tiền. Tôi nghĩ anh biết là một cái căn hộ ở ngoài Nha Trang á, view biển luôn cho anh, view biển luôn, 2 phòng khoảng 60 mét vuông, cái tầm nó khoảng chừng 50.000 đô, trong tầm tay người ta hết, mở cửa là bước xuống biển ngay hòn chồng đó anh. Quá ok, còn gì nữa? Mỹ mà nằm mơ mới có cái nhà view biển, anh thấy không? Là chỉ có. Nói chung là như vậy. Thì một người mà lớn tuổi mà sau khi có cái tiền retire khoảng chừng ngàn á, mà nếu có muốn về Việt Nam sống thì tôi thấy cũng khá tốt, không có vấn đề gì phải lo hết, ổn định. Thì vấn đề mà chỗ ở thì ở Việt Nam nó cũng khá đơn giản, thì 50.000, nếu mà ở Nha Trang 50.000 đô có một căn hộ view biển, ok, bước ra đường là tới biển. Điều đó mà ở Mỹ cũng khó thực hiện lắm á, mà nếu mà 50.000 thì ở Mỹ thì nếu mà các bác nào mà dành dụm thì cũng có thôi. Rồi còn là một còn cũng có thêm một cái dư luận nữa thì nói là về Việt Nam nó không được tự do, cái này tôi nghe hơi nhiều rồi. Nhưng mà tôi xin có ý kiến gì vậy? Ở Việt Nam bây giờ thật ra người ta không có đặt nặng cái vấn đề chính trị chính em gì hết, miễn sao anh cái sống đàng hoàng, anh chấp nhận anh không 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 phải là cứ mỗi câu nói của mình, hoặc là mình có thể anh phát biểu anh bất đồng chính kiến anh nói được, không sao, không ai làm gì anh đấy. Nhưng mà anh đừng có vi phạm pháp luật, tất nhiên anh đừng có tổ chức, anh đừng có tổ chức, anh đừng có tổ chức chống đối chính quyền cái gì. Anh có quyền nói được mà, trời ơi, anh thử anh đi vô ở Việt Nam, anh vô những cái chỗ quán nhậu quán cà phê ngồi cũng chửi chính quyền vậy, ông chủ tịch này ông chủ tịch kia làm sai bậy bạ nó cũng chửi vậy. Nó họ đâu có làm gì mình, tại vì mình nói đâu có sai đâu. Thì anh biết rồi, cái dân Việt Nam họ họ đâu có vừa đâu, họ đâu có phải là những con cừu non đâu. Tôi thấy dân Việt Nam bây giờ họ ghê lắm, cái trình độ nhận thức của họ cao lắm, họ có quyền họ nói được. Anh đừng có tổ chức, mà anh đừng có làm một cái gì mà nó mang tới cái tính là chống đối chính quyền có tổ chức. Thì đa số những người bị bắt lệnh nó lâm vào cái thế như đó, kêu gọi cái này kêu gọi cái kia, còn bây giờ anh ngồi anh muốn nói gì anh nói, không ai làm gì anh hết. Mà tôi ngồi với họ, với những người, ngay cả những người đảng viên luôn, họ cũng chửi. Thì anh biết rồi, cái tệ nạn tham nhũng đó, thì ở Việt Nam anh biết rồi, nó cũng khá là nó cũng mệt đó. Thì vừa rồi mình cũng thấy cái động thái của chính quyền họ cũng làm nhiều chứ. Thì cái chuyện mà anh thấy rồi, ông Nguyễn Phú Trọng ở mức lo tính giờ là mấy trăm cán bộ cao cấp vô vô lò rồi, thì từ từ cái gì cũng phải từ từ, trong cái quá trình phát triển nó cũng phải có cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái chứ mình đòi hỏi, là mình đòi hỏi mà nó sạch sẽ, ở chỗ nào mà sạch sẽ nói tôi nghe ra, ngay cả Mỹ. Chẳng qua nó thể hiện khác nhau thôi, làm gì có chỗ sạch sẽ, ở đâu cũng thế, cũng có cái trong cái quá trình phát triển kinh tế thì nó có những cái lợi ích nhóm, mà cái lợi ích nhóm là một cái hình thức cao cấp của cái tham nhũng, nó biến thể từ cái tham nhũng mà nó tinh vi hơn vậy thôi, chứ có cái gì đâu. Thì rõ ràng ở đâu cũng có những vấn đề, thì mình cũng không nên nặng nề quá. Nhưng tất nhiên là chính phủ họ cũng có những cái động tác, họ cũng có làm cũng quyết liệt cái, chứ đâu phải là vừa đâu. Có những cái cán bộ lớn họ vẫn bắt là thôi,
Rồi còn cái đó là về cái tự do, còn nếu mà những cái, nhưng mà tôi nói thật ra những cái người về Việt Nam thì cỡ hầu như là những cái người lớn lớn về EU không, mà chứ nói chuyện là bây giờ họ đang có công ăn việc làm ở Mỹ, họ sống mấy chục năm rồi mà họ ngang xương họ về thì cũng khó anh. Có nhiều người như ông anh tôi, ông nói có thể là tao về EU tao về, bây giờ chỉ có chờ về EU thôi, chứ còn bây giờ hỏi tự nhiên về Việt Nam rồi ba làm việc ở đây mấy chục năm đâu có được, phải chờ chứ. Chờ về hưu thì họ về thì đã về tới Việt Nam rồi, với cái đồng lương đó thì cần gì nói chuyện làm ăn, sống đủ rồi làm ăn cái gì cho mệt, mà kiếm tiền đâu phải dễ anh Lâm, đã gọi là kiếm tiền là không dễ, ở đâu cũng vậy hết đó, mà cái sức của mình bây giờ mình lớn rồi, mình đâu có còn cái năng động như cái bọn trẻ bây giờ ở Việt Nam nó giỏi lắm, tôi thấy tụi nó giỏi lắm, mình bây giờ nó chẳng ra cái công nghệ mình còn 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 chưa có nắm vững được, đòi làm ăn cái gì. Cỡ tuổi tôi, thí dụ như tôi về Việt Nam là chỉ an dưỡng tuổi già hưởng thụ thôi, nếu mình có chuẩn bị một cái vốn liếng đàng hoàng thì về mình chỉ hưởng thụ cái tuổi già thôi, chứ còn còn anh cứ nghĩ đi, bây giờ thời gian thì đâu có còn nhiều đâu, mình muốn làm gì mình cứ làm chứ, nên có nhiều khi các bác ở bên đây cứ lưỡng lự, nhiều bác tôi thấy có điều kiện ghê lắm mà cứ lưỡng lự, thời gian nó đi qua nhanh lắm, làm được gì cứ làm đi. Nhiều khi tôi cũng lại suy nghĩ là bây giờ đừng có suy nghĩ nhiều, thích gì làm đấy đi, ai có nói sai cũng làm, sai với người ta mà đúng với mình là được, đâu có ai sống cho cuộc sống mình đâu, phải không anh? Thì chung quy là nói theo trả lời cái câu hỏi của anh Lân thì nãy giờ tôi nói cũng khá nhiều đó, cũng khá nhiều chi tiết rồi đó, thì chung kết lại là nếu nếu mà đã về Việt Nam có ý định mà về Việt Nam sống thì phải có chuẩn bị, phải có sự chuẩn bị, chứ không phải muốn về là về đâu. À, còn ai mà không có điều kiện thì không nên về. Ở đây dù gì cũng có tiền già, tiền này, tiền kia đắp đổi qua ngày. Còn nếu mà ai có sự chuẩn bị thì có cái cuộc sống nó tương đối thoải mái chút thì kinh tế thì tôi nghĩ khoảng tới khoảng ngàn, tiền lương khoảng ngàn vậy sống được. Ok không sao hết. Bảo đảm luôn cái vấn đề về y tế. À, thì tôi cũng có nghe một số cái dư luận là gì vậy? Nó tại sao Việt Nam tốt như vậy á, mà dân nhà giàu nó vẫn đi Mỹ, nó vẫn thích đi Mỹ, nó bỏ ra mấy trăm ngàn đô để đi Mỹ. Những cái dư luận đó thì hoàn toàn chính xác, không có sai, nhưng mà tôi có thể giải thích cái vấn đề này. Đối với cái người nhà giàu ở Việt Nam, 500.000 đô chỉ là cái bạc lẻ của họ, chẳng có không có gì không không có gì đáng quan tâm. Mà thật ra cái tiền đó đâu phải là mất, cái tiền đầu tư đó đâu phải là anh bỏ 500.000 đô là mất đâu, cái đó là cái tiền anh đầu tư vào nước Mỹ để anh được định cư, tiền đó nó vẫn còn, không có mất đi đâu hết. Có thể mà nếu mà cái đầu tư của anh tốt nó còn tăng lãi nữa. Đó, đâu phải là bỏ 500.000 đô là mất đâu. À, thì với cái nhà giàu ở Việt Nam 500.000 đô họ coi như đây là công việc làm ăn đi. Ừ, được thì tốt, không được cũng tốt. 500.000 đô đâu phải là lớn đối với họ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như vậy. Có nhiều người nói ồ dân nhà giàu nó làm tiền nhiều mà tại sao nó bỏ qua Mỹ? Không hề bỏ đâu. Họ bao giờ họ cũng cũng chân trong chân ngoài hết, không có ai dại dột cái chỗ đang kiếm tiền mà bỏ đi. Bạn bè tôi ở trong cái hoàn cảnh đó nó nhiều lắm. Họ vẫn họ khi họ giàu rồi đó thì họ không bao giờ họ ngu. Đã giàu thì không bao giờ ngu, mà ngu thì không bao giờ giàu. Họ có những cái tính toán của họ, không lẽ mỗi cái tính toán của họ họ nói hết cho mình nghe. Nhưng mà tin chắc là họ không ngu, họ không dại để mà họ đánh đổi. Đó. Và đi, nghĩ sâu một chút á thì giống như là họ có thêm một cái quê hương, chứ họ đâu có mất mát cái gì đâu. Họ có cái quê hương Việt Nam rồi qua đây họ định cư được, con cái ở đây lớn lên nó có quốc tịch, họ thêm một cái quê hương nữa thì họ có thêm chứ đâu, họ đâu có mất. Mắc mớ gì cũng làm, nếu có điều kiện họ làm chứ. Đó. Chứ đâu phải là đang ở Việt Nam đầy đủ vậy rồi bỏ hết để đi Mỹ vì cái gì đó, bỏ hết để đi Mỹ, đâu phải, đâu có đơn giản như mình suy nghĩ. Mình nhìn á, mình suy nghĩ á, là phải suy nghĩ cho nó tới và phải trải nghiệm, gặp tiếp xúc được những con người như vậy, có cái cách họ làm như thế nào. À, họ không có dại, không có ai dại dột hết. Kiếm tiền ở đâu cũng thế, kiếm tiền là khó nhất, kiếm tiền rất là khó, ai nói kiếm tiền dễ là xạo, kiếm tiền rất khó.
mà khi anh kiếm tiền được rồi mà anh từ chối nó để mình đi tìm một cái gì đó ở đâu, vô lý. Bao giờ họ cũng có cái thế thủ của họ hết, chân trong chân ngoài, họ có những cái kế hoạch. Ví dụ tôi có một số người như vậy, họ cũng đi cái diện đó xong họ qua qua tới Mỹ, họ mua nhà mua cửa cho vợ con ở đây, họ họ xin cái re-entry permit. Anh Lâm, cái đó nó cho lần 2 năm rồi họ họ đi về Việt Nam, họ tiếp tục công việc của họ. Nhưng mà có đôi lúc có nhiều đi cứ vậy cứ hết rồi họ xin họ đi, họ đâu có quan trọng cái quốc tịch hay không, họ chỉ cần cái thẻ xanh là được rồi, thì họ cứ xin có đó họ đi, tại vì tiền nó đẻ từ bên kia mà, nó đẻ ra từ bên kia không có lý do gì họ bỏ hết, thì đi qua hay lại gì đó. Rồi rồi có những cái dạng mà họ có tiền họ đem qua Mỹ, họ có thể làm một cái việc gì, họ đầu tư cái này cái kia. Nói chung là những cái người mà đã gọi là dân làm ăn rồi thì chỗ nào họ làm cũng được. Những cái người mà họ có cái tố chất về business rồi thì thả đâu họ cũng làm được hết. Đó. Thì cái vấn đề là cái chỗ nào hiệu quả hơn thôi. Đó. Thì cũng là một cái ý, cũng là một cái ý mà nhiều người không hiểu. Hỏi cứ thắc mắc tại sao dân nhà giàu vẫn đi Mỹ. Nó có đôi lúc này nè, tôi nói thật anh luôn á. Có đôi lúc tôi nhìn những người đó hả, có nhiều người đó hả, cái đi Mỹ chẳng là một cuộc dạo chơi thôi, một cái trải nghiệm, không có gì quan trọng hết. Ở đâu họ sống cũng tốt hết, tại vì họ có tiền vậy thôi.